Trời đất ơi, nghĩ sao mà cái cửa hàng công nghệ không có cái thứ gì để mua hết nè, các bạn nhìn nè. Đã sở hữu hết trơn rồi. Trời đất ơi. Ta tức á. Để coi giải phụ. Có đồ rồi anh em ơi, hai cái dù. Cái màu xanh là cái màu của mình các bạn ạ. À. Nhưng mà màu vàng thì nhìn nó ngầu lòi hơn. Thế là tôi quyết định là hôm nay tôi mặc áo vàng mà đúng không? Đúng, tôi quyết định tôi chọn áo vàng. Hay quá, ra cái dù rồi. Rồi, coi còn cái gì không? Ui, có cái cánh chưa có phải không ta? Wow, cái cánh đẹp phết. Bây giờ chỉ cần hai viên ngọc thôi là mình có cái cánh một viên ngọc nè. Một viên ngọc nữa thôi. À, mình có hai viên ngọc rồi nè. Mình bị khâu. Đồ à, ba lô tử thần tuyết. Ok, đẹp đấy. Nhìn bàn tay thần của mình nè. Nhẹ nhàng một phát thôi các bạn à. Rồi xong, hôm nay siêu tầm đồ đến đây kết thúc rồi các bạn ạ. À.